Chiều ngày 22 tháng 5, ông Hoàng Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn cho biết, công an phường này đang phối hợp với công an thành phố Quy Nhơn, đang truy xét làm rõ các đối tượng đánh nhau bằng hung khí vào đêm ngày 21 tháng 5 tại đường Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Lê Hồng Phong. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 5, nhóm của Lê Tiến Long, sinh năm 1996, ở phường Lê Hồng Phong, gồm 10 người đang nhậu tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ. Sau đó, nhóm khoảng 30 đối tượng đi trên xe ô tô lao tới, cầm hung khí, gồm gậy, dao, đao cán dài tự chế, cùng lao vào chém nhóm của Long. Bị tấn công bất ngờ, nhóm Long dùng ghế nhựa chống trả và chạy vào nhà đóng kín cửa. Không dừng lại, nhóm 30 đối tượng tiếp tục hò hét, thách thức và liên tục đập phá cửa nhà bên đường Hoàng Văn Thụ. Sau đó, một đối tượng cầm vật hình dạng giống súng, phát ra loạt tiếng nổ lớn, khiến nhiều người ở khu vực hoảng hốt. Hậu quả vụ ẩu đả khiến cho Lê Hồng Chiến, sinh năm 2007, ở phường Lê Hồng Phong, bị thương nghi do trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra và thu 5 vỏ đạn, 1 đầu đạn và 2 cây đao cán dài tự chế. Chiều ngày 22 tháng 5, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép 6,3 kg thuốc nổ để đánh bắt cá trên biển. Trước đó, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực bờ biển xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng đồn biên phòng Kỳ Khang phối hợp với công an xã Kỳ Xuân, công an huyện Kỳ Anh và đồn biên phòng Đèo Ngang phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thái Sơn, 47 tuổi, quê ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, đang có hành vi vận chuyển, tàng trữ chất nổ trái phép. Kiểm tra, các lực lượng chức năng thu giữ 2 quả mìn tự gói, 4 thỏi thuốc nổ có trọng lượng 1,2 kg, 4 kíp và 6 đoạn dây cháy chậm. Ngoài ra, Sơn đã giao nộp thêm 4 thỏi thuốc nổ lớn có trọng lượng 5,1 kg, đang cất giấu tại nhà ở thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân. Khám xét nơi ở của đối tượng, các lực lượng chức năng thu giữ thêm 34 mét dây cháy chậm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra một nhà nghỉ ở thành phố Rạch Giá, phát hiện 32 đối tượng nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Tường Vi ở phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, phát hiện Hồ Đức Minh, 38 tuổi, ngụ phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, là quản lý đã cho 32 khách thuê 4 phòng. Công an kiểm tra thì phát hiện trong 4 phòng có 32 đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 đĩa sứ, bên trên có chứa chất ma túy dạng bột và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, loa, đèn. Bước đầu, các đối tượng tự khai nhận đã cùng nhau sử dụng chất ma túy. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu cho hay, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cảnh, 37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, An Giang, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 3 năm 2023, Cảnh dùng bộ kích điện để đánh bắt cá tại khu vực xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, thì phát hiện nhiều đàn vịt với số lượng lớn thả trên đồng vắng người dân, nên nảy sinh ý định bắt trộm. Cảnh đã hai lần lùa hàng trăm con vịt ra đường rồi điện thoại kêu xe tải chở về nhà mình. Tại cơ quan công an, Cảnh đã thừa nhận hành vi bắt trộm và chỉ chỗ nhốt vịt. Sau đó, công an đã tìm thấy tổng cộng 462 con vịt đang thời kỳ đẻ trứng, trị giá khoảng 25 triệu đồng và trao trả lại cho bị hại. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ việc chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V, 26 tuổi, ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, và D, 34 tuổi, ở xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, mỗi người 5,5 triệu đồng về hành vi thu thập sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật. Qua làm việc, hai đối tượng khai nhận do vay nợ qua ứng dụng vay tiền online trên điện thoại. Sau nhiều lần trả nợ, nhân viên cho vay qua ứng dụng liên tục gọi điện cho cá nhân và người thân trong gia đình để thúc ép trả nợ, nên đã chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng nhằm không bị làm phiền. Sáng ngày 22 tháng 5, nhiều người có người thân đang lưu trú tại Viện Dưỡng Lão Từ Tâm, S. Masai Phun, số 22, Morrison, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã tập trung tại cơ sở này đòi thanh lý hợp đồng,
và trả lại tiền sau khi nhận được thông báo tạm dừng hoạt động của cơ sở khi chưa hết hạn hợp đồng. Viện dưỡng lão từ tâm S. Masaifun, chi nhánh Đà Nẵng hiện có 12 cụ già, đã được người nhà đóng hàng chục triệu đồng để đưa vào đây lưu trú. Trước đó, ngày 18 tháng 5, phía công ty cổ phần y khoa từ tâm S. Masaifun bất ngờ thông báo về việc tạm dừng hoạt động của viện dưỡng lão từ ngày 22 tháng 5 năm 2023. Thời gian tạm dừng từ 3 đến 6 tháng hoặc cho đến khi có thông báo mới vì lý do khó khăn về tài chính và tái cấu trúc. Theo thông báo, công ty này đã đưa ra hai điều kiện là cung cấp cho khách hàng một gói sử dụng dịch vụ tương đương tại cơ sở S. Masaifun Hà Nội, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội và tặng thêm cho quý khách voucher sử dụng 0,5 tháng. Nếu khách hàng không muốn hoặc không thể di chuyển ra cơ sở S. Masaifun Hà Nội, cơ sở sẽ bảo lưu gói dịch vụ của khách hàng còn lại theo hợp đồng trong thời gian 6 tháng hoặc đến khi cơ sở mới đi vào hoạt động và tặng thêm cho khách hàng voucher sử dụng dịch vụ thêm 1 tháng. Cùng ngày, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phước Mỹ và Công an quận Sơn Trà cũng đã có mặt và làm việc với đại diện của cơ sở trên.